Today we learn about the ancient Mayans, lesson 1 and 2, page 89. Now let's warm up by singing a song. Listen and sing. Open your book at page 8. Listen, point, and repeat. Listen and point. Start. Finish. Love. Hate. Want. Use. Live. Want. Live. Start. Love. Use. Hate. Finish. Listen and repeat. Start. Finish. Love. Hate. Want. Use. Live. Bây giờ các bạn cùng đọc lại với cô một lần nữa nhé. Start. Start. Có nghĩa là bắt đầu. Finish. Finish. Kết thúc hoặc là hoàn thành. Love. Love có nghĩa là yêu, thích. Hate. Hate có nghĩa là ghét hoặc là không thích. Want. Want có nghĩa là muốn, muốn cái gì đó. Use. Use sử dụng hay là dùng. Và live. Live có nghĩa là sống. Hôm nay chúng ta sẽ học về thì quá khứ đơn. Thì quá khứ đơn là như thế nào? Có nghĩa là những chuyện đã xảy ra rồi. Giống như là ngày hôm qua, tuần trước, tháng trước hay là năm trước. Và bây giờ chúng ta sẽ chuyển những từ này về thì quá khứ đơn. Tại vì những từ này nó đang ở dạng hiện tại. Thì các bạn sẽ chuyển nó về thì quá khứ đơn. Và trước khi chuyển thì mình sẽ có cái cấu trúc của thì quá khứ đơn như sau. Đó là chủ ngữ cộng với động từ thêm ed và cộng với tân ngữ. Now let's do it. The first word, start. And we have the past simple form of this word is started. We add an ed at the end of the word. Finish.
to Phoenix. Love to loved. Hate to hated. Want to wanted. Use to used. And the last one, live to lived. Now let's watch the story at bay 8. Look, Leo, it's some ancient Mayan writing. It's our homework. It's a secret message from our teacher. But we can't read it. We can look in my book. The Mayans lived 2,000 years ago. They used pictures, not words. This is their alphabet. The Mayans cooked good food. Bring a Mayan dish to school. The Mayans cooked soup. Let's make that. It's ready. Let's play. Holly, did you finish our soup? Oh, I'm sorry. I was hungry. Oh no! That was our homework. Let's watch the video again. Look, Leo. It's some ancient Mayan writing. It's our homework. It's a secret message from our teacher. But we can't read it. We can look in my book. The Mayans lived 2,000 years ago. They used pictures, not words. This is their alphabet. The Mayans cooked good food. Bring a Mayan dish to school. The Mayans cooked soup. Let's make that. It's ready. Let's play. Holly, did you finish our soup? Oh, I'm sorry. I was hungry. Oh no! That was our homework. Now, student, turn your book to bay 9. Listen and repeat. Listening 6. Listen and repeat. They lived 2,000 years ago. They didn't live in apartments. Did they cook good food? Yes, they did. No, they didn't. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu phần Let's Learn. Câu đầu tiên, they lived 2,000 years ago. Họ đã sống ở 2.000 năm trước. Chúng ta có động từ live thêm đi. Có nghĩa là họ đã sống vào 2.000 năm trước đây. They didn't live in apartments. Ở đây chúng ta thấy mình có thêm một cái thế phủ định của thì quá khứ. Đó là chúng ta sẽ có động từ didn't cộng với lại động từ nguyên mẫu, không thêm ed. Các bạn thấy trên đây thì ở phía trên là thể khẳng định mình có động từ thêm ed và câu phía dưới này nó là thể phủ định, cho nên mình có mượn trợ động từ didn't và động từ mình phải giữ nó ở thể nguyên mẫu không thêm ed.
They didn't live in apartments. Họ đã không sống trong những căn hộ đó. Did they cook good food? Họ đã nấu những món ăn ngon, phải không? Ở đây chúng ta có câu hỏi với thì quá khứ đơn. Và chúng ta có mượn trợ động từ did đưa ra phía đầu câu. Và nó cũng đi với là động từ nguyên mẫu. Thì chúng ta sẽ có là trợ động từ did cộng với lại chủ ngữ và cộng với động từ nguyên mẫu. Thì chúng ta sẽ được câu hỏi ở thì quá khứ đơn. Và phía dưới là hai câu trả lời. Yes, they did. Có, họ đã nấu bữa ăn đó. Hoặc là no, they didn't. Không, họ đã không nấu cái bữa ăn đó. Ở dưới này chúng ta có chữ didn't. Nó là dạng viết tắt của did not. Các bạn hãy nhìn qua cái ví dụ phía bên này. What's for dinner, Mom? Mình ăn gì cho bữa tối về mẹ? We have fish for dinner. À, chúng ta có cá cho bữa tối. But Mom didn't cook it. Nhưng mà mẹ thì đã không có nấu cái bữa ăn này. I couldn't. Let's eat. À, con đã nấu nữa đó. Ăn thôi. Thì chúng ta thấy là có từ didn't cook, nghĩa là đã không nấu. Này là phủ định, tức là không có làm. Và cooked, thêm ed thì quá khứ đơn ở thể khẳng định là con đã nấu cái bữa ăn đó. Do the exercise number 3. Write the answer. You have 2 minutes to do this. Let's check the exercise number 3. Look at the picture and then answer these questions. Number 1 is done for you. Number 2, did the woman cook in the kitchen? No, she didn't. The woman is replaced by she. Chúng ta sẽ có từ she thay thế cho the woman. Number 3, did the man work in the fields? Here's the man. Yes, he did. Và tương tự chúng ta có he thay cho the man. Number 4. Did the children watch TV? No, they didn't. Và tương tự từ they sẽ thay cho the children. Number 5. Did the boy have his dad? Yes, he did. And number 6. Did the girl play computer games? No, she didn't. The exercise number 4, the last exercise for today, read and circle. And I will give 2 minutes to do this exercise.
I will show you the answers. Number 2. Dad started reading a book yesterday. Number 3. The children didn't hate the cake. And number 4. He didn't love the dinner. It's time to say goodbye, everyone, and don't forget your homework.